Và đây là món thịt rang muối tỏi. Món này thì mình ăn chung với cơm trắng sẽ rất là ngon các bạn. Rất là đơn giản luôn. Nếu thích món này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nha. Món này thì nó sẽ giống như là món tôm rang muối vậy đó các bạn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món thịt rang muối. Về nguyên liệu, ở đây thì mình dùng là khoảng nửa ký thịt nạc. Mình dùng là thịt nạc lưng. 30g bột mì đa dụng, tức là bột mì số 8, 30g bột bắp và khoảng 1/4 muỗng cà phê bột nghệ, một quả trứng, các bạn dùng trứng gà hay trứng vịt đều được, 60g nước lọc. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Phần thịt nó các bạn có thể là mình chọn cái phần thịt cốc lết vẫn được nha, thịt nó ăn cũng rất là ngon. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái phần thịt này ra thành miếng miếng. Miếng đừng mỏng quá nha các bạn. Khoảng như thế này là được. Thịt sau khi cắt xong rồi, bây giờ mình sẽ trộn tất cả nguyên liệu vào nha. Nước, trứng, rồi cho hết phần bột này vào. Ăn nhồi cho đều nha, cho thịt nó thấm đều cái phần bột này, mình chiên nó sẽ ngon hơn. Mình cho bột nghệ vào giúp cho cái một hồi mình chiên á, phần bột nó sẽ có màu vàng nó đẹp hơn. Còn nếu như không có bột nghệ thì mình khỏi cần cho vào, nhưng mà khi chiên á thì nó sẽ không có vàng đẹp. Mình nhồi cho nó đều cái bột là được nha. Nó đều như thế này là được. Rồi tiếp theo thì mình sẽ đem đi chiên. Mình sẽ đi làm cái phần muối trước rồi hả chiên nha các bạn. Mình sẽ để yên cái này như thế này luôn, để ướp nó luôn. Ở đây thì mình sẽ có là 1/4 muỗng cà phê tiêu. Mình đã giã nhuyễn nó rồi các bạn. 1/4 muỗng cà phê đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, khoảng 3/4 muỗng cà phê hạt nêm chay. Không có hạt nêm chay thì các bạn dùng hạt nêm mặn vẫn được nha, nhưng mà hạt nêm chay thì nó sẽ thơm hơn. Do cái phần này nó hơi to nên mình sẽ cà cho nó mịn ra, cho nó nhuyễn ra thành bột. Mình đã cà cho nó mịn ra nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là khoảng một đầu đũa muối. Một ít như thế này là được nha. Một đầu đũa bột ngũ vị hương. Một chút luôn, không có nhiều nha. Nhiều quá thì nó sẽ nồng mùi lắm. Khoảng một đầu đũa bột riềng khô. Không có bột riềng thì các bạn dùng bột gừng nha. Một chút như thế này luôn. Khoảng nửa muỗng cà phê bột ớt, bạn nào ăn cay thì mình cho nhiều. Khoảng một muỗng cà phê bột tỏi hoặc là nhiều hơn nha. Cái này không biết của mình sao mà nó bị đông cứng rồi các bạn. Cái mình cà cho nó mịn ra luôn. Rồi mình cà cho nó mịn ra. Rồi nó mịn ra thành bột như thế này là được nha. Coi như hỗn hợp muối của mình đã xong rồi đó. Rất là thơm. Dầu nóng rồi mình mới cho thịt vào chiên nha các bạn. Mình sẽ chiên lớn hơn lửa vừa hoặc là lửa lớn luôn. Bạn nhúng cho đều bột của mình đã cho vào nha.
Mình chiên cho nó vàng rồi mình sẽ gấp ra. Miếng nào vàng là mình gấp ra được rồi nha. Các bạn nhớ chiên lửa lớn nha. Tiếp theo thì các bạn dùng trong chảo một ít dầu cho mình nha, để mình phi phần tỏi. Ở đây mình dùng khoảng một muỗng canh vung tỏi băm, mình phi cho nó vàng rồi mình tắt bếp. Tỏi bắt đầu vàng rồi nè các bạn, mình sẽ tắt bếp nha. Mình sẽ cho phần thịt vào. Bây giờ mình sẽ rắc cái phần muối vào nha. Muối hồi nãy mình pha các bạn. Mình rắc cho nó đều. Muối này thì mình nêm vừa ăn là không có mặn đâu các bạn. Rắc từ từ cho nó đều nha. Mình đảo đều lên. Mình rắc hết cái phần muối còn lại luôn. Trộn đều lên. Coi như là xong rồi nha. Rất là đơn giản các bạn. Cái chảo hơi nhỏ. Món thịt rang muối mình đã trình bày ra. Các bạn có thể là mình ăn với cơm trắng thì rất là ngon nha. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.